Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Ninh Bình, 30 tháng 6 năm 1954, 30 tháng 6 năm 2024, sáng nay đoàn đại biểu Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố. 70 năm qua, kể từ ngày được hoàn toàn giải phóng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố luôn phấn đấu không ngừng vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực xây dựng thành phố sáng xanh sạch đẹp trong không khí trang nghiêm thành kính đoàn đại biểu thay mặt đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố kính cẩn dân hương đặt vòng hoa thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống về nền độc lập tự do của dân tộc mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân phát huy những thành tích đã đạt được đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố nguyện sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh hiện đại xứng đáng là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh